Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Hưng Yên phát động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2024 và hướng tới ngày 26 tháng 3, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hoạt động có sự tham gia của 150 đoàn viên thanh niên công ty và 9 trên 9 điện lực trực thuộc các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn. Các đoàn viên thanh niên công ty tiến hành đi bộ diễu hành trên đường và xếp hình 60 cộng tại quảng trường Nguyễn Văn Linh. Sự kiện Giờ Trái Đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động lần đầu năm 2007 với ý nghĩa bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Sau 17 năm đã thu hút 135 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và trở thành sự kiện thường niên. Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên đã tiết kiệm được 62.000 kWh điện năng. Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 17 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2024. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ có 26 phong trào thi đua chuyên đề về các lĩnh vực, các giải pháp được đề ra. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụm khối thi đua tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trưởng các cụm khối thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao để đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực để thi đua thực sự đạt chất lượng hiệu quả. Đổi mới phương pháp lãnh đạo chỉ đạo ở từng địa phương, đơn vị. Cụ thể hóa các phong trào thi đua nêu trên phải bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụm khối thi đua chú trọng phát hiện nhân tố mới trong phong trào thi đua tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngày 22 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, cùng các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện Yên Mỹ phối hợp với trường Đại học Hòa Bình tổ chức ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh 2024 cho học sinh khối 12. Tham gia ngày hội có khoảng 1.100 học sinh khối 12 của 3 trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Trung học phổ thông Minh Châu và Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Các em học sinh không chỉ có cơ hội nắm bắt các thông tin thiết thực bổ ích trong công tác tuyển sinh năm 2024, mà còn được tư vấn về tính chất các ngành học, nhu cầu của ngành học, xu hướng nghề nghiệp trong xã hội hiện tại và tương lai. Tại các gian hàng tư vấn, đại diện các khoa ngành đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình giải đáp trực tiếp một cách đầy đủ toàn diện nhất những thắc mắc của học sinh về những thông tin về quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chế độ ưu đãi học phí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, du học. Từ đó giúp các em đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, sầu riêng Mustangking thu mua hơn 400.000 đồng 1 kg tăng trở lại là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày hôm nay. Giá cà phê trong nước hôm nay tăng đến 1.100 đồng 1 kg và đang đứng ở mức rất cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 95.000 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 95.200 đồng 1 kg. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho rằng, nguyên nhân khiến giá loại nông sản này nhảy vọt vì sản lượng sụt giảm do biến đổi khí hậu. Tổng kho doanh nghiệp thấp, nguồn cung ít, đồng thời căng thẳng trên Biển Đỏ khiến chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá nông sản này thêm đắt. Sầu riêng Mustangking vào vụ thu hoạch khoảng 10 ngày nay và được giao bán khá nhiều. Giá cũng giảm nhiều so với 2 năm trước. Khảo sát trên thị trường cho thấy giá sầu riêng bắt đầu nhích lên từ giữa tháng 3, dù mới vào đầu vụ thu hoạch. Dòng Mustangking hiện được các thương lái thu mua với giá rẻ 380.000 đồng đến 430.000 đồng 1 kg, loại đặc biệt từ 2 đến 3 kg một trái, có từ 4 đến 5 hộp cơm. Như vậy, mỗi trái nặng 3 kg có giá trên 1 triệu đồng. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt điều chỉnh giảm từ 100 đến 300 đồng 1 kg với lúa và gạo. Thị trường giao dịch sôi động. Theo đó, tại Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu
IR504 giảm còn 10.600 đến 10.800 đồng một kg. Gạo thành phẩm IR504 giảm còn từ 12.800 đến 13.000 đồng một kg. Giá lúa tươi bình quân mua tại ruộng ở Bắc từ 7.800 đến 8.200 đồng một kg. Trên thị trường gạo xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay, 22 tháng 3. Chủ đề năm nay như một lời cam kết của Việt Nam cùng với thế giới chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Đây là một mục tiêu rất tham vọng nhưng hết sức có ý nghĩa vì cứu sống hàng chục ngàn người dân Việt Nam mỗi năm. Năm 2023, ước tính số liệu Việt Nam có thêm 172.000 người mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao, cao hơn số người tử vong vì tai nạn giao thông. Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Phổi Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn và một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế, tăng cường vai trò của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hoạt động phát hiện chủ động và tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn và các bệnh hô hấp trên toàn quốc, phát huy tối đa vai trò của hệ thống y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng trong công tác phòng chống lao. Dữ liệu mới công bố của chính phủ Nhật Bản cho hay, trong năm ngoái, số lượng người nước ngoài cư trú tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 3,4 triệu người. Trong đó, những người có thị thực lao động đã tăng đáng kể trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu lao động. Theo cơ quan dịch vụ di trú Nhật Bản, số người nước ngoài cư trú tại nước này trong năm ngoái đã tăng gần 11% so với một năm trước đó. Đáng chú ý, số lượng lao động kỹ năng tăng tới hơn 59%, lên khoảng 208.000 người. Trong khi số lượng thực tập sinh tăng khoảng 25%, lên khoảng 404.000 người, mức cao kỷ lục kể từ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Xét theo tình trạng cư trú, những người ở Nhật Bản lâu chiếm số lượng lớn nhất với khoảng 891.000 người. Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc đông nhất với 821.000 người, tiếp theo là người Việt Nam với 565.000 người. Một nhóm bác sĩ người Anh, Pháp và Hà Lan mới đây đã sử dụng trí thông minh nhân tạo giúp dự đoán tác dụng phụ và phòng tránh quá trình này ở các bệnh nhân điều trị ung thư vú. Những tác dụng phụ mà bệnh nhân điều trị ung thư vú thường gặp phải là sự thay đổi về da, sẹo, phù bạch huyết, sưng đau cánh tay và thậm chí là tổn thương tim do xạ trị. Một nhóm bác sĩ, nhà khoa học và nhà nghiên cứu quốc tế đã thiết kế một công cụ trí tuệ nhân tạo AI có thể dự đoán bệnh nhân ung thư vú nào có nguy cơ bị tác dụng phụ cao hơn sau khi điều trị, bao gồm phẫu thuật và xạ trị. Công cụ AI được huấn luyện để dự đoán phù bạch huyết lên đến 3 năm sau phẫu thuật và xạ trị bằng cách sử dụng dữ liệu từ 6.361 bệnh nhân ung thư vú. Nhóm đang nghiên cứu được công cụ này có thể dự đoán được các tác dụng phụ khác, bao gồm tổn thương tim mạch và da. Vườn hoa Keukenhof ở tây nam thủ đô Amsterdam, trái tim của xứ sở hoa tulip rộng 32 hectare đã mở cửa chào đón khách tham quan. Hàng triệu bông hoa tulip đủ màu khoe sắc đang chờ đón những du khách vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm vườn tulip lớn nhất thế giới được thành lập. Năm nay, thiên đường tulip sẽ mở cửa đến ngày 12 tháng 5. Khác với những năm trước, năm nay vườn hoa Keukenhof tổ chức các buổi trình diễn hoa theo chủ đề riêng. Một trong những điểm nhấn là hoa tulip vàng King Charles III được đặt theo tên của nhà vua Charles Đệ Tam như một cách để nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Hà Lan và Vương quốc Anh. Vườn Keukenhof còn được gọi là khu vườn châu Âu, được ghi nhận là một trong những vườn hoa lớn nhất thế giới. Vào dịp lễ hội hoa tulip hàng năm, các luống hoa được đồng bộ để đảm bảo hoa nở liên tục trong suốt thời gian công viên mở cửa. Du khách sẽ được chứng kiến cảnh sắc vườn hoa thay đổi theo từng phần. Lễ hội cũng là dịp nhà tổ chức trưng bày và giới thiệu nhiều chủng loại hoa tulip mới độc đáo. Khu vườn là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với 1,4 triệu lượt khách đến tham quan vào năm 2023. Đây cũng là một trong những địa điểm được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Năm nay, thiên đường tulip sẽ mở cửa đến ngày 12 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.